Theo tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, sáng nay ngày 26 tháng 6, cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới. Và hôm nay cũng là ngày thứ 71, chúng ta không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Trong 352 ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là 329 ca, chiếm 93,5%, số ca còn đang điều trị là 23 ca, chiếm 6,5%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 6.889 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 117 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 6.062 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú 710 người.